Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Các bạn thân mến, và ngày hôm nay chúng ta sẽ vẫn tiếp tục học toán lớp 1, bài luyện tập ở trang số 92. Chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 1 trước nha. Số 1 này thì chúng ta sẽ điền số vào những ô dấu hỏi chấm nha các bạn. Đây là một dãy số từ 1 đến 20 đúng không ạ? Vậy là chúng ta sẽ cùng viết ra bảng hay viết ra vở của các bạn nhé. Chúng ta cùng bắt đầu từ số 1, số 2. Chúng ta cùng viết nha. Số 1 này, số 2, số 4, số 5. Điền vào chỗ gạch chân này cùng với mình nha. 1 đến 2 xong đến mấy nha các bạn? À 3 đúng không ạ? 3. Tiếp theo số 4 nè. Sau số 4, tiếp số 4 sẽ là số 5 đúng không ạ? 5 xong đến 6, 6 rồi đến 7 này. 8 xong đến 9 đúng không ạ? 9 và 10. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến tiếp 10 xong đến hỏi chấm xong đến 12, 13, 10, 5 này, 17, 19 và tiếp theo. Ở đây sẽ tiếp số nào đứng trước số 12 nhỉ các bạn? Số nào xong đến số 12? Số 10, 11 đúng không ạ? 12, 13, 13 xong đến 10, 14 đúng không ạ? 14 rồi sẽ đến số 15, 15 xong đến số 16 đúng không ạ? 16 và 17 này, 17 rồi đến số 18, 18 và 19 xong đến số 20 đúng không ạ? Đó, vậy là chúng ta đã điền xong dãy số từ 1 đến 20 ở bài số 1 này rồi đấy. Các bạn cũng đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video, những bài học tiếp theo về môn toán học của mình nữa nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.